Xin chào các bạn, Duyên có chuyến từ miền Nam ra miền Trung thì sẵn tiện sưu tập các cái loại gạch ở các vùng miền để các bạn cùng tham khảo cùng với Duyên ha. Ở khu vực miền Nam á thì từ các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu, Sài Gòn, Bình Dương. Đó là các tỉnh miền Tây thì sử dụng các cái loại gạch ống có kích thước nhỏ gọn như này ha. Có kích thước là 8 x 8 x 18 này. Đây là gạch thẻ này, bằng nửa cái gạch ống này và gạch đề mi ha. Đó. Còn đi ra thì các tỉnh Nam Trung Bộ từ Khánh Hòa này, Bình Định này, Phú Yên này, Quảng Ngãi, Quảng Nam thì sử dụng cái gạch 6 lỗ có kích thước là 7 x 10 và x 16 các bạn ha. Rất là nhỏ gọn, 7 x 10 x 16 là các tỉnh Nam Trung Bộ này. Và đi ra nữa là các tỉnh từ Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế này, rồi là Quảng Bình, Quảng Trị này. Và sử dụng các cái loại gạch lớn như này. Đó, có kích thước là 9 x 13 và x 20 các bạn ha. Đó, 9 13 x 20 rất là lớn. Đó, đây là gạch đặc này. Hay còn gọi là gạch đinh này. Và gạch đề mi. Đó. Như vậy các bạn so sánh từ miền Nam ra miền Trung mà có ba cái kích cỡ gạch khác nhau như này. Còn các tỉnh ở miền Bắc thì mình chưa có dịp ra để đưa vào bộ sưu tập các bạn ha. Thì như vậy là mỗi cái vùng miền á, các bạn áp dụng cái định mức xây khác nhau, định mức cái số lượng viên gạch trên một mét vuông khác nhau và định mức vữa khác nhau và nhân công thời gian sẽ khác nhau các bạn ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn.